mà thắng rồi. Mình cũng vậy, không còn một cái nào luôn á. Vui quá. Vui gì mà vui, không vui thế nào á. Hai bạn cao, còn mình thấp, chơi cái này không công bằng gì chân á. Ai biểu bạn thấp làm chi, bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu, tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con, ông có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai, dậy nào con trai, con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu đều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất, giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả ta ra, thả ta ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Dĩ nhiên là cà rem cao hơn rồi. Đúng đúng là tham ăn mà. Vậy tao tao không ăn hả? Ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với bụng bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ, đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm bạn có biết không? Thôi, mình đi chỗ khác chơi đi bụng bự. Ở đây á, bàn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên đốm này dám quăng rác vào nhà mình, đúng là tên đốm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa, sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, 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 bắt bỏ tay ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Yeah. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là bụng bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè. Dạ không phải, cái thằng đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tòa bụng bự dễ thương. Có phải thế không bị cáo đốm? Thầy rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi đó mà. Chuột nhắt cũng có
tội gì chứ anh chủ tọa? Nếu thấy ghét dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch, cớ sao lại mang lại nhà người ta rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tòa gì tầm bậy quá vậy hả? Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy, khó chịu quá à. Ôi sao đau đầu quá vậy nè? Cả ba bạn hay quá, ở bẩn vứt rác bừa bãi hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa. Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ồ, chiếc bình đẹp quá vậy bác. Còn có cả hào quang chiếu chiếu đó kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi, chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về. Ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè, chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình à. Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đem thì vừa thôi, coi chừng tham quá là mất phải là quyền thì tiêu luôn á. Hen, thôi đem vừa thôi, xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da, mới nói thôi mà. Đúng là xứ sở thần tiên có khác, đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó, tượng đẹp của bụng bự đuổi chim hay nhất. Thôi mình lấy đất về thôi. Đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á. Thế to, bao nhiêu đó được rồi? Dạ thôi, để mình nhặt thêm một tí nữa. Không chở nổi đâu đó. Có sao đâu mà hai bạn lại la chứ, lấy nhiều một chút mình để dành. Vậy thôi. Sao vậy nè? Đừng có chuyện gì nha Sam, từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn á. Hình như là tao to gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá, mình đau quá. Ai nói mà không nghe? Ai bảo mày tham lam quá vậy? Mình chỉ muốn. Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi, giờ hai bạn giúp mình về đi. Làm bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì tham mà. Tiến lên. Tia sáng hủy diệt, bắn bánh sáng luôn đi. Mấy bạn sắp chết đói tới nơi, ăn như hẻm. Ổ vô quá đi, dùng giải đầy nhà rồi kìa. Mình không thèm xem phim với mấy bạn nữa. Nè. Nãy giờ ta to diễn xong để lấy hộp bắp thôi à. Ủa, đang coi siêu nhân mà. Bắt máy, chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc của mình bạn coi à? Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Đến, xuống đây. Hi
Ê, mấy bạn tránh ra coi, treo tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Hay da. À, mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye đớm. Buồn bữa về để mình về chung với. Bye bye đớm nha. Mình cũng trốn nữa. Đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành tivi nè. Giờ chịu phạt thôi, chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi tivi hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lấy nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét, ta mà tìm được ngươi, là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Yeah. Ba ơi, sao con sâu này ngộ quá vậy? Y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu, tại sao là ăn lá cây rồi còn sống bên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa. Ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quắc à. Ta ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết làm sao. Chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ba? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm à? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba. Nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt đi ăn thịt, hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. La la la. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Ờ, bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn cũng muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học,
Nếu có ai ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là bụng bự. Hơ, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nỏ nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xí, đều hay không đều thì cô không có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha. Chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chắc kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình với. Cứu mình với. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Cho mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu. Bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi. Cho mình ra đi. Mình dắt bạn đeo mấy chân đứng bụ. Dạ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ốm heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. Lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, có thường bụng bự. Sau này mình sao suy nghĩ gì nữa đâu. Bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Ủa, chuyện hết rồi, đếm quăng cho mình quyển khác đi. Ê, bạn có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hình như là có mùi gì khét khét á. Mình đâu có nghe mùi gì lạ đâu, mũi mình thính lắm. Có mùi đồ ăn khét á là mình nghe được à. Ê, hình như ta nói đúng đó. Mình ngửi thấy mùi khói. Ôi trời ơi, người ta hay ăn thịt sống khói buổi chiều chứ có ăn buổi trưa đâu mà sợ mất phần. Mọi thứ trên đời này đều được bạn quy ra đồ ăn hết hả bụng bự? Nếu mà mấy bạn không tin á thì mấy bạn đi kiểm tra thử đi. Mình á thì chỉ tin vào cái mũi của mình thôi. Thôi, mình đi kiểm tra mùi khói phát ra từ đâu đi tay to. Kệ bụng bự đi. Ở dưới đây, mùi khó rõ lắm nè. Thôi nguy rồi, hình như có cháy trong phòng bếp. Khói nhiều quá à. Bỏ dưới sàn nghe nè, thì đỡ với hết khói. Trời ơi, cháy hết rồi. Cháy lớn quá. Bạn thoát thân đi, rồi gọi cứu hỏa tới. Dạ, alo, alo, nhà con bị, bình tĩnh đi đốm. Thưa chú cứu hỏa, nhà con bị cháy, địa chỉ nhà con ở số 6. Trời ơi, cháy rồi, đốm ơi, cứu mình với. Bạn lấy khăn ướt bịt kẽ hở của cửa lại, lấy khăn ướt che miệng, che mũi, cúi thấp người, cố gắng không hít khói, cố lên, mấy chú cứu hỏa sắp tới rồi đó. Cúi thấp người xuống, chặn khăn ướt ở mép cửa, lấy khăn ướt che miệng, che mũi.
Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng mà mấy đứa đã rất can đảm. Khi nghi ngờ hỏa hoạn xảy ra, điều đầu tiên kiểm tra xung quanh. Nếu có cháy thì cúi thấp người, bịt khăn ướt để không hít phải khói độc. Cuối cùng là thoát thân và gọi cứu hỏa 114. Đừng quên gọi điện cho bố mẹ nữa nha. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không ai được lơ là, nhớ chưa? Dạ, nhớ ạ. Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ. Ganh tị với đốm quá đi. Tuần này ai cũng chăm chỉ, nhưng chỉ có mỗi đốm là được ngôi sao anh hùng. Tại tôi không được so sánh như vậy. Bởi ngoài học giỏi, tuần này đốm mới làm được một điều tốt là xách phụ đồ cho cụ già á. Thì mình chỉ nói đùa thôi mà. Vậy các bạn cứ thường xuyên làm việc tốt thì sẽ được nhận ngôi sao anh hùng như mình thôi. Nhất định mình sẽ làm để được ngôi sao anh hùng như đốm. Mình cũng vậy. Tới nhà bác Bo Vàng rồi kìa. Ừ, ngày nào chúng ta không đi ngang đây, có gì lạ đâu. Bụng bự, giờ tay to có biết bác Bo Vàng rất sợ ma không? Ban ngày cũng sợ ma nữa đó. Vậy hả? Ban ngày mà cũng sợ ma? Như vậy thì sao? Chúng ta sẽ nhắc ma bác ấy cho vui. Không được. Sao là không được? Hù người khác là xấu lắm đó. Mình không làm đâu. Hai bạn không làm thì mình làm một mình. Vậy đốm chơi trò đó một mình đi. Mình về, không tham gia đâu. Mình cũng vậy, mình về nha. Ê, có bị đòn thì gán chịu nha. Đúng rồi, chết nhát. Ai đó? Ma, ma. Vui quá đi. Ai đó? Ma, ma, ma. Vui không chịu được luôn. Thôi, như nó được rồi, làm nhiều lần quá sẽ bị phát hiện. Trái cây ngon ghê, chắc chị ấy sẽ thích lắm. Dám nhét ma hả? Ôi da, đau đầu quá. Anh xem đó, thằng đốm nhà anh hù ông nhà tôi, làm tôi hiểu lầm, đánh trúng mẹ bụng bự như vậy đó. Xin lỗi hai chị. Đốm, con nói xem, bây giờ con phải làm thế nào? Con xin lỗi hai bác, tại con nghịch phá quá nên mới ra như vậy. Từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa đâu. À, ngôi sao anh hùng của con sao nó lại biến mất rồi? Đó là do con đã làm lỗi. Nên nhớ là làm người tốt thì lúc nào cũng phải tốt. Không thể với người này thì con giúp đỡ, còn người kia thì con lại phá phách được. Dạ con hứa, từ nay sẽ luôn là người tốt. Alo alo, đến được cha dễ thương nghe. Con trai à, trung tâm vũ trụ vừa dự báo là sẽ có thiên thạch lửa rơi vào trái đất, rất nguy hiểm. Nên con và mẹ cẩn thận đừng chạm vào vật lạ nghe chưa. Ba nói sao? Thiên thạch lửa? À! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ bị gì vậy nè? Ui da! Sao nóng như vậy ta? Cái gì mà lạ vậy ta? Hình như là thiên thạch lửa. À, nóng như vậy là gì bây giờ ta? À! Biết rồi! Mẹ chờ con một lát nha. Mẹ, con sẽ làm cho mẹ hết nóng luôn. Yeah. Ra hết tiên thạch lửa đây. Yeah. Ba gọi cho ba mới được. Alo, ba hả? Gì vậy con trai? Ba ơi, mẹ bị tiên thạch lửa rơi trúng và cả người nóng đỏ. Ba về đi. Thôi chết, con phải nhanh cứu mẹ. Ba không về kịp rồi. Con hãy tới ngọn núi lửa, gặp lão chuột bạch để xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Dạ, con đi ngay. Ui da, sao mà nóng như vậy nè? Ba mình có lộn vậy ta? Ở cái xứ sở nóng như vậy, làm sao mà tìm ra ngọc băng giá?
Hai chà, ở đâu mà có mùi trẻ con thơm như vậy? Bác chụp bạch phải không mẹ? Con là Đốm nè, bác cho con xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Ngọc băng giá là cái quái gì? Ta chưa nghe bao giờ. Mẹ con đã cần nó, bác muốn đổi cái gì con không chịu hết. Được rồi, nếu như người đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi. Vì cứu mẹ con, Đốm có hy sinh cũng được, đánh thì đánh. Cũng con nhà võ đó chứ, tới lượt ta đây. Vậy mà cũng đòi đi tìm ngọc cứu mẹ. Ta chưa thua, lão đợi ta đi, không được đi. Sao vậy nè? Yêu quá, như vậy mà cũng mang xác tới đây. Về đi. Ta thật là vô dụng mà, không cứu được mẹ rồi. Có đứng dậy cũng không làm nổi thì làm sao mà ngươi có thể leo lên đến đỉnh núi kia để lấy ngọc băng giá? Bác nói gì? Ngọc băng giá ở trên đỉnh núi kia kìa. Hả? Sao không lấy ngọc? Lão giục bạch, lão lừa con. Đây nè con trai, ngọc băng giá của con đây, hãy về cứu mẹ con đi. Sao mồ hôi của con lại hóa thành ngọc? Đây là ngọn núi hiếu thảo, lòng hiếu thảo sẽ giúp điều mong muốn của con thành sự thật. Thì ra bác đi giúp con, con cảm ơn bác. Hôm nay táo ngọt ghê đó. Táo là của bác bò vàng, mang qua cho đó bạn. À mà lúc chiều con đã cảm ơn bác bò vàng chưa vậy Đốm? Đốm của ba như vậy là chưa ngoan rồi. Đáng lẽ ra con phải cảm ơn bác bò vàng một cách thật chân thành và lễ phép chứ. Chân thành là sao hả bạn? Mai ba sẽ đưa con đến hành tinh cảm ơn. Con sẽ hiểu thế nào là cảm ơn một cách chân thành. Ở hành tinh này có gì thú vị không ba? Có chứ con, mỗi hành tinh đều có điều thú vị riêng. Vậy đó là gì hả ba? Bình tĩnh con trai, con sẽ hiểu ngay thôi. Quý khách vui lòng nộp lệ phí khoa trạm. Xin vui lòng cho tôi qua, cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy con đã hiểu chưa con trai? Vậy là ở đây mình chỉ cần nói cảm ơn thôi, là muốn gì được nấy phải không ba? Đúng vậy con trai, nhưng phải là một lời cảm ơn chân thành. Ba ơi, sao con bắt nó hoài mà không được vậy ba? Nó có gắn bị gì hả? Không con trai, đây là hành tinh cảm ơn, nên con muốn có một món đồ gì đó thì con phải nói cảm ơn một cách thật chân thành. Cái vụ này nữa hả trời? Xin lỗi nha. Đốm xin cảm ơn. Thì ra là vậy. Nhưng mà con phải nhớ nha, đó phải là một lời cảm ơn thật chân thành. Thôi, ba có việc bận, con cứ khám phá mọi thứ ở đây đi. Lát nữa ba sẽ trở lại chở con về trái đất. Dạ. Tay to và bụng bự đúng là tội nghiệp mà. Không như mình được đến hành tinh có quá trời đồ chơi đẹp như vậy. Nếu như mình kể cho các bạn ấy nghe, các bạn ấy sẽ ngưỡng mộ mình lắm nha mà coi. Ta muốn súng, siêu nhân, đồ chơi ghép hình. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cái hành tinh gì mà ngộ quá trời, chỉ thích cảm ơn thôi. Chỉ cần nó cảm ơn là được. Quá đơn giản. Mình cảm ơn thật lòng hay không thật lòng, có ai biết đâu. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình một cái hamburger đặc biệt. Cảm ơn. Sao, hôm nay có vui không con trai? Con vui lắm mà. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hàng hóa. Nếu hàng hóa chưa trả phí, chúng tôi sẽ tịch thu lại. Ba ơi, con đã nói cảm ơn rồi mà. À, là vì con chưa cảm ơn thật chân thành đó. Khi con nói cảm ơn một ai đó thì con phải thật sự cảm thấy biết ơn điều ấy. Thì đó mới đúng là một lời cảm ơn chân thành con trai à. Nếu không thật lòng thì đồ chơi của con sẽ bị tịch thu lại hoặc tính phí rất cao thôi. Ngay cả cái hamburger cũng biến mất nữa. Trời mát như vậy,
tắm nắng là đã nhất. Chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn mấy bụng bự kìa. Ôi da, khét rồi. Ê ơi. Dạ. Vị ngon trên từng ngón tay. Bạn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu, nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng là có cần mất hệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo, có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Ôi da. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mất gì không ăn được chứ. Lỡ trái trứng này có con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hột vịt lộn. Ý lộn, hột chim lộn, ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được, đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái... À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng trước đèn sáng như vậy thì sẽ thấy được ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. Mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu. Có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ. Có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi. Đúng là nó rồi. Cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô. Thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi. Sau này trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nha. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Con đi ra công viên chơi với bụng bự với tay to nha mẹ. Con muốn đem bánh theo ăn không? Dạ thôi, con có đem kẹo theo rồi. Thưa mẹ con đi. Hai cái đứa này lúc nào cũng chảy dở hết trơn. Thế nhô đêm, chờ có lâu không vậy? Trời dài cổ rồi nè. Thôi mà, bạn cũng ăn kẹo cao su một mình đó thôi. Để mình dắt mấy bạn đi chơi trong này. Đá cầu vui hơn trong công viên. Chỗ nào? Vườn hoa thành phố. Bạn có chắc là chỗ này đá cầu được không ông bự? Được chứ sao không. Đá cầu thôi thì bình thường quá. Vừa đá cầu vừa né hoa mới hay. Mà bạn lại vừa nhai kẹo cao su vừa đá cầu có được không đó? Rồi, chuyện nhỏ. Ăn kẹo cao su thôi mà. Tay to làm quá à. Chỉ cần đừng nuốt là được rồi. Ê, coi chừng rớt vô khóm hoa. Mình nuốt cục kẹo cao su vào bụng rồi. Thôi chết rồi, nuốt kẹo cao su sẽ bị quấn ruột mà chết đó. Mình còn nghe nói kẹo cao su sẽ chạy ngược lên tim, quấn lấy tim, làm tim không đập được luôn. Mình không muốn chết vì cục kẹo đâu mà. Không được rồi, mình phải đưa đốm tới bác sĩ thôi.
kịp có xu đâu mà. Bác sĩ ơi cứu con đi mà. Bao tử chúng ta vẫn tiêu hóa được kẹo cao su, nên không có chuyện quấn ruột mà chết đâu, càng không có chuyện chạy ngược lên tim. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên nuốt kẹo cao su, và đặc biệt là không nhai kẹo cao su hay bất kỳ loại kẹo bánh nào khi chơi thể thao, vì có thể dẫn tới hóc dị vật, rất nguy hiểm, nhớ chưa? Dạ, tụi con biết rồi, mai mốt tụi con không dám nữa đâu. Vậy là đốm không chết, làm hú hồn à. Thò vô ta nào, kéo phao ta vượt qua đèo. Thò vô ta nào, kéo phao ta vượt qua núi. Leo núi thôi, đi thôi, đi thôi. Khoan đã nào, chúng ta nghỉ chân ở đây. Nghỉ ngơi xong á, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi nào. Không cần đâu ba, tụi con không có mệt, mình leo luôn đi ba. Chúng ta nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ để giữ sức khỏe leo núi. Núi rất là cao, leo sẽ rất mệt. Mình cho bạn coi này nào, tập lâu lắm luôn mới được đó. Nè nè nè, thấy không? Đó. Wow, hay quá vậy. Ta là siêu nhân, không sợ nguy hiểm gian khổ. Yeah. Siêu nhân không cần ăn vẫn khỏe. Mình sẽ phi thẳng lên ngọn núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Phải ăn thì mới có sức để leo núi chứ. Không, siêu nhân không bao giờ biết mệt buồn bự à. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất. Nhanh lên các con. Mệt quá. Mệt quá. Đói nữa. Mình chẳng muốn đi một bước nào nữa. Sao mọi người không hề mệt như mình vậy? Mệt quá. Đói quá đi. Mẹ ơi, con đói quá, không lên núi nổi nữa, con muốn ăn bánh mì. Con cũng đói nè, con cũng muốn ăn bánh mì và uống sữa nữa. Siêu nhân gì mà gió ẹt vậy chứ? Hồi nãy hai bạn nói leo lên đỉnh núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào mà. Thôi, gia đình ta đi cáp treo vậy. Đốm và tay to không đủ sức khỏe để leo núi đâu. Đốm, bây giờ chúng ta lên đỉnh núi mà không cần giọt mồ hôi nào nè, phải không con? Dạ, con biết rồi. Thì ra siêu nhân muốn mạnh khỏe thì cũng phải ăn uống điều độ. Đi thôi, đi thôi. Trên cành cây chim hót rồi em đi dưới vườn xuân, ba bạn thân lấp lo rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi, chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Ồ, mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền, các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ, Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng, nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nó nha.
Ơ, nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm, cái bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn, nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Tác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan, bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chỉ giúp hai cháu một bông hoa thôi là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Hôm nay là trận đấu quyết định. Ai thắng, người đó sẽ là thủ lĩnh của hai người còn lại. Với tài năng người ngoài hành tinh của mình, mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn cho coi. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho hai bạn biết con gái đá banh như thế nào. Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn. Hãy xem đi. Hả? Trốn thôi. Cái này tệ bạn, mình không biết đâu nha. Giờ phải làm sao đây? Không thấy ai hết. Thôi kệ. Trời ơi, sao hôm nay đèn đường tối tui vậy nè? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ của con bị tông vào cột điện. Sao lại như vậy? Có bọn nhóc nào đá banh làm dở bóng đèn đường, cho nên mẹ con chạy trong trời tối mới như vậy. Anh nói cảnh sát điều tra cho em bọn nhóc đó là ai. Tại sao lại phá vách như vậy? Bắt nhốt hết cho em đi. Con làm sao vậy hả Đốm? Ba ơi, mẹ ơi, chính con đã đá bể bóng đèn, lỗi tại con.
Mẹ đừng bảo cảnh sát bắt con nha mẹ, con sợ lắm. Tại sao lại như vậy hả con? Tại sao con lại đá banh nơi nguy hiểm như vậy? Dạ, vì con muốn trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì? Ngoài việc là mẹ đã bị thương gì con chứ? Thằng Đốm đâu rồi? Có chuyện gì vậy hả anh Bò Vàng? Tụi trẻ bây giờ nó đá banh làm sao mà bể cái bóng đèn làm tôi tông vô cục điện. Bây giờ con mắt tôi như vậy nè. Anh chị còn cười, cảnh sát đang truy tìm tụi nhỏ kia kìa. Cứu con ơi mẹ ơi. Con đã thấy sự tai hại mình gây ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con hứa sao không tái phạm nữa. Quậy quá không chịu nổi mà. Ba ơi cứu con. Thế giới này thật bất công. Loài Đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ. Còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn, ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài Đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó, các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta, để cho loài Đốm bẻ mặt, không còn khinh khi. Không còn khinh khi, không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu. Ôi, lúc nãy mình quên ghé canteen uống nước, giờ khát nước quá à. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn. Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay bạn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu, nơi đây không có nhà vệ sinh, đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu, mình chỉ gửi một ít về gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không tế nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi, mình nhận. Có một chút có sao đâu, mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt, chứ có gì đâu. Chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày chủ nhật luôn đó. Yeah. 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 Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Là Đốm kìa, đang xấu hổ quá mà. Sao như vậy trời? Ai biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng? Lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bạn bị nhũn ra bung bự. Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình. Bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình. Bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra đây. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hơi luôn rồi.
Tôi lạnh hư rồi, giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa, kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè, kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi. tại đốm với bộ đúng không, dành thì đâu có hư đâu. Cái gì, bạn làm như bạn không có dành á? Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá đó ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai, hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó, hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê, con chắc bị chảy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ, con biết lỗi rồi.